Xin chào bạn đang bị là Hưng đây. Xin chào bạn ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình lại làm một series đó là đoán tên tất cả các loại kẹo cao su của bạn nha. Đây là một ý tưởng của một bạn rất là hay, mình sẽ làm theo các bạn ạ. Đấy, mình đã chuẩn bị rất chi là nhiều loại kẹo cao su bạn nha. Chỗ này là 20 loại kẹo cao su liền các bạn ạ. Và nhiều hương vị khác nhau các bạn nhá. Đấy, bạc hà rồi Việt Quất rồi dâu các bạn ạ. Đấy, hôm nay sẽ đoán đúng hãng và đúng vị cao su đấy nó là gì các bạn ạ. Ok. Đấy. Phần thưởng hôm nay là gì anh? Phần thưởng hôm nay mình vẫn trao cho người thắng cuộc đó là 500 đô các bạn nhá. Và hình phạt hôm nay là mình sẽ bắt người thua cuộc sẽ phải ăn theo hình thức đó là ăn chanh tỏi ớt các bạn nhá. Đấy, bốc thăm các bạn ạ. Rồi, thì bọn em vẫn đã hiểu nó chơi rồi đúng không? Hiểu. Đấy. Thì các bạn ơi, hôm nay thì sẽ là 4 người chơi các bạn nhá. Rồi. Thì các bạn thấy video này hay, like và chia sẻ video ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok, bây giờ chơi luôn đây bạn nha. Let's go. Nào, bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đây các bạn ơi, trận chiến đoán tên các loại kẹo cao su bạn nha. Đấy, kẹo đầu tiên mình sẽ cho loại dễ nhất các bạn ạ. Cho loại dễ nhất anh ạ. Dễ nhất à? Đấy các bạn ơi, cái này các bạn nha. Đấy, hương này các bạn này, các bạn nhìn chưa? Đấy các bạn ơi, phải đoán đúng tên hãng và hương vị các bạn nha. Đấy. Anh phải cho sao cái hộp ấy nhỉ? Đấy, Hùng. Cho xin một viên anh ạ. Hùng hơi thừa, đưa lại đây. Đấy. Các bạn ơi, chân thực. Rồi, mở mắt đi. Sai đâu được luôn. Vị này dễ mà. Vị này dễ rồi nhưng mà không biết nó ấy đâu ấy. Đấy các bạn ơi, cái kẹo đầu tiên là dễ các bạn ạ. Biết đúng không? Biết đúng không anh? Cô Lea bạc hà. Em đoán đau bởi min gì hả anh biết. Rồi tất cả nguyên đúng các bạn nha. Đây chính là Cun Lea bạc hà các bạn ạ. Cun Lea. Đấy các bạn ơi, đây là hương bạc hà mà nha, Cun Lea nha. Nguyên rất là giỏi các bạn nha. Nguyên thông minh ghê. Nguyên được 1 điểm các bạn ơi. Ê buồn nhỉ. Đấy. Các bạn ơi, vòng 1 Nguyên được 1 điểm các bạn nha. Đấy, tiếp theo các bạn này, kẹo cao su hương vị này các bạn nha. Nguyên giỏi thật đấy. Nguyên giỏi thật đấy. Nghe âm thanh là đấy các bạn nhỉ, kẹo cao su đẹp lắm. Anh hiểu hung hung cái nào? Yeah. Này, hung này. Đấy, ghi. Đấy. Úi giời ơi. Nhận ra chưa? Mới bắt được chưa anh? Rồi. Đấy, có vẻ như ai nhận ra mà. Đấy, đó là cao su hương dâu. Thế là bích ba bùn. Bích ba bùn vị dâu à? Bích cam, bích ba bùn. Chi đen cam. Hãng thì đúng rồi, nhưng mà vị cam là sai nhá. Đây là vị sai. Dưa hấu các bạn ạ. Dưa hấu á? Đúng không? Vị dâu sai. Bích ba bùn mà. Đây là chi đen. Đấy. Các bạn ơi, vòng 2 thế là không ai điểm nào các bạn ạ. Kẹo cao su có vẻ khó nhỉ? Khó quá chứ. Đấy. Bạn thấy tiếng Anh thôi. Rồi. Thì các bạn ơi, tiếp theo là kẹo cao su này các bạn nhá. Đấy. Hãng này các bạn này và hương vị này các bạn nhìn cái lá thì các bạn biết rồi đúng không? Lộ rồi. Nguyên này. Ấy giờ. Khó lắm à. Khó cái cưa bây giờ khó. Rồi, phải ăn. Mở ra nhá. Rồi, mở ra. Vòng 2 chưa ai được điểm nào các bạn ạ. Có nhỉ? Nhóm vậy em không biết thừa vậy đâu. Đó, không được nhìn nhau. Siliton bạc hà, siliton bạc hà. Ức cha bạc hà sai hết hãng các bạn nhá. Sai hãng á? Đây là vị bạc hà đúng rồi. Nhưng mà nguyên nhau. Siliton bạc hà sai. Đây là hãng chi đen. Lại chi đen này. Đây các bạn này. Khó nhờ. Chiên. Khó lắm mà. Khó nhờ. Ôi tất cả đều sai. Không sao. Các bạn ơi, vòng 3 ai sai các bạn ạ. Đấy kẹo cao su khó thật sự các bạn nhá. Khó. Đấy tiếp theo là kẹo này các bạn này. Hương vị này các bạn nhá. Đấy hương vị này mới lạ các bạn ạ. Mới lạ đấy à? Mới lạ khó đấy. Không này. Không quen đâu. Không quen đâu. Ui. Đấy. Như này. Rồi. Mùi gì ra nhỉ? Mở mắt ra. Cái đoán gì anh? Đoán đúng hãng và đúng hương vị. Quá, đoán bừa thôi. Em vị dâu đúng không? Siliton vị dâu, chính xác các bạn ơi.
Đây chính là silicone vị dâu các bạn nha. Đây là gì à đâu? Có mỗi em thôi. Có mỗi nguyên à hùng chính xác các bạn ạ. Có vị Việt quất đó. Anh. Có vị Việt quất. Các bạn ơi, chơi vợ cao su này khó đoán thật các bạn ạ. Từ nãy giờ mới có hai người đúng với các bạn nhá. Rồi tiếp theo là loại này các bạn nhá, và hương vị này các bạn nhìn này. Đấy. Đấy. Đây, nguyên luôn. Ăn nhiều rồi nhưng mà nó lên tiếng Anh hơi khó đoán. Mở mắt cho anh. Rồi mở mắt ạ. Đoán đúng vị nhá. Vị ơi gì? À cả hãng nữa. Em đoán hai chữ đầu anh nhá. Đốc bà Linh đoán là. Chết. Silicone vị cam. Đốc Berlin Bạc Hà. Em có đoán chữ em chữ L. L vị cam. Chilean cam sai nhá. Đây là Đốc Coburn. Vị chanh Bạc Hà các bạn nhá. Thế em là vị Bạc Hà đúng không? Đốc Bạc Hà là đúng rồi. Thế đúng rồi, em được điểm à. Bạc Hà. Chanh. Đây là hương chanh. Chanh mới đúng. Hương chanh. Thế à? Đúng rồi, hậu sai nhá. Rồi các bạn ơi, đấy thực sự là kẹo cao su khá là khó đoán các bạn ạ. Bởi vì là ăn nhiều nó kiểu cái này nó ăn bọn em cảm nhận thế nào? Giống nhau. À, có giống nhau à? Đấy thôi cố gắng nhá, đấy có chơi có chịu. Đấy tiếp theo là kẹo cao su này các bạn này. Kẹo này trẻ con thích cực luôn. À. Không này. Bạo này, Duy này, Nguyên này. Sao? Các anh ấy mới tên rồi nhưng mà có là vị không anh? Không cần vị, nó là kẹo cao su gì? Đấy mở mắt nhá. Chưa được. Rồi mở mắt ra. Bùm bùm nè, À, đoán đúng các bạn nhá. Đấy bây giờ tiếp theo là vòng này các bạn này. Đấy kẹo này các bạn nhá. Chơi đoán cao su cố gắng. Không nào. Lại hô rồi. Chơi một viên thôi. Đúng rồi, cái kẹo này em cực kỳ hay ăn luôn. Nhận ra chưa? Đấy luôn mở mắt chưa anh? Rồi mở mắt ạ. Cun à. Ok, tất cả đều chính xác các bạn nhá. Đây chính là kẹo silicone cun. Mấy đứa giỏi phết nhỉ. Đi ra quán mua. Rồi các bạn ơi, vòng vừa lấy ai đúng các bạn nha. Đấy kẹo cao su đấy thì ai nhận ra các bạn ạ. Nhưng mà tiếp theo là kẹo cao su này các bạn nhá. Cái hãng này nó hơi bị khó nên là mình chỉ cần đoán đúng hương vị thôi các bạn ạ. Đấy. Đây chính là kẹo cao su này các bạn nhá. Đấy hương vị này các bạn này. Được. Quá nhỉ. Mình sẽ bóc ra. Hiện tại giờ tỷ số đang duy trì cái nào đúng không? Đang được. Vị đúng không anh ơi? Đúng hương vị nhá. Em mở mắt nhá. Rồi ok. Chứ nó chỉ là ná giống nhau thôi, không biết là vị gì. Vị cam à? Dâu. Em dưa hấu anh ạ. Có lẽ vị cam. Ok. Hậu à, chính xác các bạn nhá. Hậu được 3 điểm rồi các bạn ơi. Ê, mình đoán bừa đúng không? Các bạn ơi, tiếp theo là kẹo này các bạn nhá. Cũng cần đoán đúng chính xác đó là hương gì các bạn nhá. Đấy hương mới là hương dâu rồi. Có thật đấy anh Hương ạ. Có giá ma. Á hương rồi anh. Đúng rồi, đoán đúng hương vị nhá. Ngửi mùi biết rồi. Mình hai cái rồi đấm. Không. Ê Nguyên chơi đảo, Nguyên nhìn nào. Anh nhìn. Nguyên nhìn chút cờ của anh. Chưa nhìn thấy gì đâu, Nguyên quay ngược rồi. Nguyên nhìn chữ cờ. Đây, cam nha, ok, cam chính xác các bạn ơi. Mỗi người một điểm. Nguyên nhìn chữ cờ hiệu rồi. Các bạn ơi, đấy, vòng vừa lấy ai đúng các bạn ạ. Nhưng mà tiếp theo lại là kẹo này các bạn nhá. Đấy, kẹo cao su này mới khó các bạn này. Đoán đúng vị nhá, và đúng hãng nha. Không được nha. Đấy, ăn đi rồi cảm nhận nha. Đoán đúng hương vị và hãng. Thảo anh. Nhảy lên. Gì vậy? Ai đúng á? Nguyên quay ngược lại đi. Cune vị dâu. Cune vị dâu sai nhá. Đây là ức cha vị dâu.
Duy chính xác. Đấy. Hậu đang dẫn đầu các bạn ơi. À, các bạn ơi, tiếp theo lại là kẹo này nha, kẹo cao su này các bạn nha. Đấy, đoán đúng hãng và đúng vị nha. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Đẹp. À, đẹp à. Đẹp à. Đẹp à. Đấy, mở mắt ra đi. Của Hùng đây. Nhỏ xíu xíu này. Đấy. Nguyên, Nguyên nhìn thôi, Nguyên sai rồi không phải ghi. Ừ. Cha vị bạc hà, Nguyên sai, Hùng sai nha. Duy với Hậu chính xác. Đấy các bạn ơi, Hậu được một điểm, Hậu đang dẫn đầu. Chi đen bạc hà. Đấy, chính là kẹo cao su chi đen bạc hà các bạn nhá. Các bạn ơi, tiếp theo là kẹo cao su này các bạn nhá. Đấy, vị này các bạn ạ. Đây các bạn này, rất là đẹp. À, đẹp à? Đẹp là biết rồi đấy, đẹp là quen rồi đấy. Vừa cái này, ấy là anh. Sao, nhận ra chưa? Dễ mà. Ui ôi, Hậu. Hậu lại chính xác rồi. Chi đen vị cam. Ok, đây chính là chi đen vị cam bạn nhá. Ai cũng chính xác các bạn ạ. Dễ quá anh ơi. Dễ quá. Anh cho hai người tiếp cùng nhau cho xem ai thắng. Các bạn ơi, tiếp theo là kẹo cao su này các bạn nhá. Đấy. Nghe nghe giống giống với cái cao su trước rồi. Nào. Vạn mất vị rồi các bạn ạ. Đấy. Lên. Rồi, mở mắt ra. Chắc đoán có tên rồi anh. Xì xì xì. Xì anh ạ. Ấy thế bạn Nguyên bạn lại ghi theo rồi. Rồi. Đây vị trà xanh. Hãng gì? Silitol. Ok, chính xác. Ờ các bạn ơi, tất cả đều chính xác các bạn nhá. Đấy, đây chính là kẹo cao su Silitol các bạn ạ. Các bạn ơi. Đấy. Vòng vừa lại dễ các bạn ạ. Tiếp theo là kẹo cao su này các bạn nhá. Đấy. Yeah. Có dễ không anh? Cái này sẽ phải bóc ra chia ra các bạn ạ. Bóc ra chia ra. Đấy các bạn nhìn chưa? Wow. Hãy bóc ra chia ra. Ôm. Đấy. Ui, tôi toài dày vòng ngoằng nghe. Ui, ui rồi. Chưa ra anh chưa ra su kiểu này bây giờ. Đây à. Nguyên. Đang rồi. Ui, chua. Của anh nhá. Rồi, mở mắt ra. Nhận ra rồi. Nhận ra chưa? Nguyên. Không phải vị. Đấy, đoán đúng kẹo cao su gì là được. Không có vị. Từ từ nha, Nguyên Nguyên nhanh lên. Mèo hết mặt. Nào. Uga. Uga sai. Uga. Sai. Goomba. Goomba Huber. Uba. Uba. Uba là đúng nha. Nhà Goomba. Goomba là đúng, em đọc kiểu như là nói tiếng Anh. Đấy. Tóm lại là Hậu vẫn là chính xác. Goomba. 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 Goomba là chính xác. Đây chính là kẹo Goomba. Hậu được một điểm. Ôi Hậu gì. Các bạn ơi, tiếp theo kẹo cao su rồi nhá. Còn một vòng nữa là kết thúc rồi các bạn ạ. Ôi thế em thắng rồi. Vòng này vòng nữa à? Vòng này vòng nữa nhá. Mình có cơ hội nhỉ? Đấy, cạnh tranh của Duy mình với Hậu rồi. Em hết thắng hết cơ hội rồi à? Duy thua em hai vòng mà. Đấy, rồi, Hồng đưa đây. Lãng phí. Duy ơi. Mở ra. Duy ơi, mở mắt ra. Em còn bừa anh ạ. Đâu? Xì dầu vị khoai môn đấy anh ạ. Hehe. Em sai rồi. À, nguyên chính xác các bạn nhá. Đây là vị Việt Quất các bạn ạ. Sai. Đây là gì? Silitol. Ok, chính xác các bạn nhá. Nguyên được một điểm. Em nhìn kiểu phải mời các bạn ơi, vòng cuối cùng các bạn nhá. Cạnh tranh của Nguyên, Duy, Hùng, Hậu. Đấy, tiếp theo là kẹo si đi, kẹo này nhá bạn nhá. Si à, kẹo si à. Nhưng mà phải đoán đúng vị các bạn nhá. Đấy. Kẹo si rồi nhá. Rồi. Cái kẹo si rồi nhá. À, là nhiều. Rồi. À, mắt chưa? Rồi. Mắt ra. Đây, rơi ra được luôn nhá. Đấy. Được không? Rồi. Xoài. Vị cam Silitol. Tất cả đều sai, đây chính là vị tắc
quất các bạn nhá. Chanh quất đang chanh nó giống chanh là mấy quất đấy. Lắc cái gì nữa anh? Chanh là chanh, quất là quất đấy. Này, nhau anh cười. Quả tắc và quả chanh nó khác nhá. Đúng rồi. Sai. Rồi tất cả đều sai bạn ạ. Hậu vô địch. Xác. Đấy. Yeah. Thắng các bạn nhá. Ok. Các bạn ơi, hôm nay trận chiến đoán tên các bạn cao su, Hậu là người chiến thắng các bạn nhá. Vô địch các bạn ạ. Đấy. Xin. 500 đô của Hậu bạn nhá. Thơm các bạn. Và bây giờ sẽ là hình phạt ăn chanh tỏi ớt các bạn ạ. Đây là 3 tờ giấy nha. Bây giờ sẽ bốc thăm. Lại Duy ăn đòn ăn đây, bốc về. Em cho tờ này đi nhá. Nào. Nguyên đâu? Hậu đâu? Có gì là gì đây? Số thân mấy anh em của mình? Chanh các bạn. Chanh nhá. Tỏi. Ừ, tỏi đây. Tỏi to thế anh? Ớt đây. Rồi ăn đi. Anh đổi anh không? Thôi anh em rồi. Đúng rồi, không đổi. Không đổi nha. Ai bốc vào cái đấy rồi. Tỏi ăn gì rồi? Anh đợi em đi ăn đi. Trong mồm ăn nhá, ăn nuốt chứ ăn như nào. Bây giờ dễ cả ăn nữa. Quả. Vừa đấy rồi á. Nguyên ăn đi. Mình quá ăn, ăn tỏi cay lắm các bạn ạ. Còn anh chín ăn nó ngọt thì như hiểu là người cam ấy mọi người ạ. Ngọt, đúng rồi. Ngọt ngắn à. Không, quả này chín rồi nên là hơi ngọt đỡ hơn quả trước. Các bạn ơi, cay quá các bạn. Nhanh lên, Duy hơi lâu ấy. Rồi. Nguyện, ai đi ấy. Không hết mồm các bạn ạ. Duy ăn nhanh lên. Không biết ăn tỏi như nào nhỉ. Nhai rút mồm nhai. Anh dậy. À, còn mỗi gì thôi. Được rồi, còn mỗi gì thôi. Thế là một mình rồi. Ok, được rồi. Còn gì không? Quên. Quên. Quên được chưa? Cố lên, anh ăn 12 lần rồi. Mình ăn được tỏi các bạn ạ. Tỏi món xóa trường rồi. Ngá phải hạt nắng quá. Em không nuốt được. Các bạn ơi. Nhá đâu, nhá, 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 không nuốt được. Nhá qua rồi nhuốt. Đấy nhá, thử lần nữa. Đấy các bạn ơi, từ đây là Duy nhà hơi nhiều đấy, chả em bắt ăn củ mới các bạn nhờ. Nó có bị lốt ra các bạn ạ. Ăn củ mới. Rồi, chết, đây nhờ. Nguyên. Cay hết. Đứng, rất nhiều là không lốt được, không vào dưới được. Cái gì này? Các bạn ạ. Các bạn ăn 2 lần đấy, mình ăn 2 lần đấy các bạn ạ, tỏi. Mới không mất được cái tỏi này các bạn nhá. Ăn tỏi này chỉ hôi mồm thôi các bạn ạ, chứ mà ăn một tỏi là bổ lắm. Kiểu nhanh lên lại Duy lâu quá. Bạn nào mà bị có kết thúc clip nào? Bạn nào mà kiểu bị tắc mũi ăn tỏi xong luôn. Các xong bạn luôn. Ăn ớt thì dễ nhưng mà cay lắm các bạn. Phong hết mồm. Mình còn 2 củ nữa các bạn. Cố lên. Tỏi chỉ ngâm mắm mới dễ ăn thôi. Khá nhỏ cái mắm này chấm đậu. Đúng rồi, thôi rồi. Thằng mấy củ? Thằng củ anh không cay quá. Thôi được rồi các bạn ơi, clip này hơi lâu rồi các bạn ạ. Đấy thì là sau cố gắng nhá. Okay, rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.